Mình sẽ đập full 6 và hiện tại nó đang thiếu đồ, nhưng mà thôi, được đồ nào thì đập đồ đấy nhé các bạn. À, đây những cái này là mình sẽ đục sẵn lỗ đây rồi, tí nữa hôm nay là chỉ cường hóa và làm thôi. Cái thời gian đục lỗ nó cũng khá là lâu. Đây cái này nữa này, và cái võ hồn của mình đây sẽ đục nó. Đây con này là mình cũng trai lên 7x từ hôm đầu server đấy. Các bạn là biết để làm gì không? Trai hôm đầu server lên 7x. Các bạn có biết là để làm gì không anh em? Chào anh, xem là gì? Mình đang chơi ở server Phong Thiên nhé. Game này là Thiên Long Tìm Kiếm 2. Cái link ở dưới phần mô tả nha anh em. Cái Long Văn này nhé, thì có một số cái các bạn phải lên lâu lan, các bạn đục bằng cái điểm kim chi tiễn. Có một số cái thì các bạn có thể đục luôn ở đây được. Vào cái này, anh em ủng hộ like nhé. Hôm nay đập full 6, anh em ủng hộ lại like cho nó thêm vào nhé. Cảm ơn anh em nhiều. Hôm mua up full 6 nay chơi bị phá không trai được vãi thật. À đây cái này full rồi này. Chào anh Minh đẹp trai, ok nhé Nguyễn Anh. Để kiếm vàng. Chế độ gì ạ? Làm full 7 luôn này. Full 7 gì? Ác này là để làm trùm võ đang 8x đấy các bạn. Chờ bao giờ có sẵn vào hình người nhé. Rồi. Ok. Xịt tay. Rồi, bè bụp luôn này. Đây là mình sẽ ô cái võ hồn trước các bạn ạ, để nó lấy cái ô. À thôi, đây mình có ý tưởng này là mua cái này. Đó, vào đây. Rồi, không cần phải đeo võ hồn nữa mà vẫn xử lý được cái võ hồn. Lúc nào xong thì ốp xong. Thả nó vào này các bạn. Đập này. Cái này thì đương nhiên phải giã biến thể vào các bạn. Thể này đâu nha, đây đây đây, thể thể này, mua vài viên thể các bạn, mua thằng 4 viên thôi, sẽ 4 viên này, né 1 2 3 4 5 6, ok, thì tiếp này, gì ta, đang đang tính các bạn, nội chính, là viên chính xác đi. Ok, rồi làm viên chính xác đi các bạn. Đó. Rồi. Thể này. Băng này. Đây rồi. Băng này là mình gỡ ở đồ tân thủ ra các bạn, nó cố định. Ok, cái này đã rồi, xong. Là tiếp này. Đây một viên thể vào đây. Đó, một viên làm viên nội công đi các bạn. Yeah, làm viên nội công đi. Long văn làm viên nội công. Làm mắc đi chai vàng anh em ạ. Cho nó máu chiến. Rồi, ok. Rồi, tiếp. Gì ta? Tính toán các bạn, tính toán một chút cho nó đỡ bị, cho cái này để đây đã, này vào đây để võ hồn này. Nội rồi chính à, chỗ này đập 2 viên chính đi, đập viên chính vào đây đi, chính này, chính 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 bù vào nó.
Hello các bạn nhé. Sao không dùng đồ chế vậy anh? À mình đồ chế thì lúc nào thay thôi, có gì đâu. Mặc đồ này cho nó đẹp anh em. Chơi nó không phải là lúc nào cũng phải đi bụp nhau với thằng khác. Chơi nó phải có chất riêng anh em ạ. Giang hồ là mấy đồ là chất như NTM ấy. Ok, đây rồi. Chơi các bạn không nên bắt chước mà kiểu là nên tham khảo thôi các bạn. Chơi tìm ra một cái phong cách riêng. Đôi khi có thể là nó yếu đấy. Có thể là nó yếu hơn thằng A, thằng B, thằng C. Không ăn được thằng A, thằng B, C. Nhưng mà nó có cái chất riêng của các bạn thôi. Đây rồi. Dung luyện này anh em, dung luyện. Đó, nhiều ông bảo là không biết làm giảm kháng ấy, thì làm như thế này này. Đó, nó sẽ ra giảm kháng. Đây, bục vào đây các bạn. Bục viên giảm kháng vào đây. Rồi, ok. Rồi, một này, hai này. Sắp xong rồi anh em. Ngọc nội lực em thấy ít phái dùng anh nhỉ? À tại vì PK nó ít khi dùng, nó thay đập thân pháp. Còn sau này danh hiệu tầng cao ấy, thì nó lại gỡ hết thân pháp ra, nó đập nội lực. Ủa, sao anh không chơi ác chính phái võ đang vậy? Ác này là ác chính của anh đấy á. Sao em lại bảo là không phải ác chính vậy? Ác chính của anh ấy. Đang bụp vào nha anh em, cho các ông hoài niệm một chút. Đó, đây là bụp này. Thể vào đây anh em. Đó. Kiên vào đây đây, kiên là bụp thể vào đây. À, bụp thể vào liên đi. Đấy. Liên này. Đâu rồi, chính này. Chính. Mua cẩn thận thừa anh em ạ. Vớ vẩn mua thừa là chết dở. Rồi, đây rồi. Rồi, để tính chắc là băng, băng, băng. Làm viên băng nữa đi. Làm gì nữa ta? Chính, đạp, cán. Được rồi, đây, ok. Này. Làm mình chính xác vào đây cho nó máu. Băng này, đấy, nhét băng vào đây. Đó, ông nào làm vào làm ngọc với tôi cho vui. Dân thường chào, ok nha, chào Duy. Nhét giảm khá. Ác này cưỡi lạc đà ông nhá, nhuộm lại quả đầu bạc cho chất. Ok nha ông ơi, anh em thích thì mình chạy. Like đi anh em ơi, 100 like đi, nhuộm tóc bạc luôn này. Bão like đi anh em. Mình đang tập trung để đập nhá, cho nó chuẩn, không là nó bị thừa anh em ạ. Nên đọc comment nó hơi trễ chút nhé các bạn. Đây rồi. Tránh này. Rồi. Đây mình sẽ úp kháng. 1 2 3 4 5 6. Thế đi. Nào, điều. Tôi ta bụp đi qua này. 1 2 3 4 5 6. Mua cẩn thận nhầm các ông ạ. À, nhìn livestream ông này nhớ thời FPT toàn đi trốn học đánh cờ. Ok nha Huy rùa. Anh ơi chế dược cái bang hái dược rồi xong có phải học chế dược đại lý không? Có em ơi, đấy là dược thành thị và dược môn phái hai cái khác nhau nhé. Đề xuất anh em lên 99 cho khét. Hoài niệm 205 206.
Ok, kia Kira TV. Là bác mới hả anh? Đúng rồi em ơi. Bảo like 100 like đi nhé, để hưng phấn này. Hôm nay là chiêu đãi anh em bữa tiệc của những năm 2008. Đang đập bộ full nha. Rồi, đây đây đây, đập này. Ngọc này nó dễ nhầm nó các ông ạ, mua nhầm một phát thôi là tự nhiên bán thì bị mất giá ấy. Các ông mua 10k thì các ông bán thì đâu có được tầm 8k thôi, tự nhiên mất tiền ấy. Anh em đập ngọc để ý chút. Hạn huyết lĩnh VK to kìa anh. Ơ cái mẹ nó chứ mày. Anh có VK đâu. Mà làm gì có. Server vắng tanh. Ôi trời. Đập đây 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 đây. Đây. Đập vào đây. Đập được để IPOV anh em ạ. Đấy, đấy. Đấy, đây rồi. Sắp xong rồi các bạn, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Đây, 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 lộn, 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 đây rồi, đây, đây. Bọn nó đứng đây đông thế, nó lag thật. Nội lực đấy rồi. Ok chưa, chuẩn chưa, chuẩn rồi anh em, ngon rồi đấy. À, còn món này nữa đập nu luôn đi, đập viên nội nội 1 2 3. À, chị giảm kháng băng băng ok đây 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 rồi, sắp xong rồi các bạn, dung luyện này rồi, thả này đội này băng ok đó. Tiếp này nó ngon rồi đấy anh em rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đập lỗ 4 nha các bạn, lỗ 4 xong về cường hóa là đẹp trai rồi anh em. Ủng hộ nào thêm vào một like đi anh em, cho like đi. Đây rồi, bây giờ dễ rồi các bạn. Đây, đập vào đây. Vẫn phải soi lại đấy, không dám vụt nhanh như hôm đua tốt nữa. Bây giờ phải chậm chậm nữa không ạ. Hôm đua tốt là vụt nhanh, nhưng hôm nay thì chậm chậm thôi. Đây, nhầm 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 ấy, đã nhầm rồi đấy anh em ạ. Nó mới vãi lều.
Ok rồi. Xem nào. Chuẩn rồi đấy anh em, chuẩn ở đây đây đấy, thì vừa bảo chuẩn xong. Rồi. Thế học dược môn phái là không cần liên quan đến thành thị đúng không anh? Đúng rồi em ơi. Cái dược môn phái ấy thì là nó một nhánh riêng, dược thành thị là nhánh riêng. Nhưng mà cái hái dược ấy thì cái hái dược nó sẽ được rất là nhiều những cái dược từ cấp 1 đến cấp 10. Vì vậy những cái nào mà em nhặt cho phái ấy, thì tức là phái nó cần nguyên liệu A ấy, nhưng mà em hái được những nguyên liệu B, nguyên liệu C, nguyên liệu D, thì tất cả những cái C, D, E, F kia kìa là môn dược môn phái nó không cần. Vì vậy tất cả những cái đó ném vào cái dược thành thị thì hai cái nó sẽ lên cùng một lúc. Chứ không phải là các bạn rất là nhiều bạn là cứ nâng nguyên dinh dược môn phái thôi, xong còn đâu những cái mà mình không dùng đến nó vứt đi. Không, không nên như vậy, cho vào dược thành thị nhai để cho nó lên. Tức là một công nó sẽ được đôi việc. Nào đây. Ok rồi, đây mình sẽ đặt nốt vào đây. Bục nốt vào đây nha anh em ạ, xem mấy cái 1 2 này. Hai cái đây. Mua đủ thôi, mua thừa không làm gì cả. Đấy, đây rồi. Khảm nốt nó vào, khảm này. Băng này, ok. Thế là đẹp trai rồi đấy anh em. Để xem chỉ số nhá, hóng hóng chỉ số này. Chỉ số thế nào, bút này lên các bạn. Cho này băng phong lên đây. Đấy, chỉ số này 82 ca máu, 38 ca nội công. Hay hệt FPT chưa? 82 ca máu là ngày xưa hơi to đấy. Bây giờ tôi còn thiếu là một cái ở đây, một cái ở đây, một cái ở đây, ba món, ba món, ba món này sẽ là ba món chế nhá. Rồi đẹp trai rồi, bây giờ cường hóa lên 9, sau bắt đầu là anh em sẽ nhìn thấy cái chỉ số này nó sẽ phọt lên khoảng tầm đấy hơn 40k nhé. Rồi đi cường hóa thôi nào, let's go.